Xin chào anh em, nay mình giới thiệu với anh em một cây Similaxis của Fender nha anh em nha. Cực kỳ đẹp luôn, chất lượng tốt, ngoại hình đẹp, âm rất là hay luôn. EQ kết nối âm ly là EQ Fitman Zin theo đàn luôn nha anh em nha. EQ xịn, có tuner chỉnh dây đầy đủ. Thì cái đàn này ngoại trừ đẹp và hay ra, nó cũng chả có vấn đề gì để nói với anh em. Nó chất lượng tốt và giá nó rẻ nha anh em nha. Giá nó rẻ, cây này 4.500.000 à, 4.500.000. Series là ESC 105 NSCE. Cây này bình thường là khoảng 5.500.000-6.000.000 anh em. Mình săn được một cây chỉ có 4.500.000, hàng đẹp hết nha anh em nha. Đẹp luôn. Tem mác series là cái gì nè, khay xanh gọn này luôn nha anh em nha. Đây, ngoại hình cái đàn rất đẹp nha anh em. Rất đẹp luôn. Đó, ngựa còn nhiều nè. Anh em mình có thể nâng lên hạ xuống thoải mái nha. Chất lượng tốt. Cần đàn giống như anh em hay hỏi mình cần đàn bao nhiêu á, cần này cần 48 nha anh em nha, cần 48. Nó là to hơn cái bản cần acoustic bình thường. Bình thường anh em mua những cái đàn acoustic bình thường thì nó là cần 40-42, cái này là cần 48, như là bản cần nó sẽ rộng hơn anh em, to vậy nè. Nó to hơn nhưng mà nó không quá to như những cái đàn Luxit hẳn nha. Những cái Luxit hẳn thì nó to hơn, nó là 50-52-54 chẳng hạn. Còn cái này 48 nó nằm ở khoảng giữa, kiểu bán cổ điển đó nè, nửa này nửa kia. Thì cái cần nó là cần dài nha anh em nha. Đó. Ngoại hình đẹp luôn. Mình đang bán 4.500.000. Đó. Mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em coi. Rồi, mình quay gần cho anh em coi nha. Đẹp hết nha anh em nha. Đó, đàn đẹp, đây là đẹp luôn. Tem của đàn đây. Cần phím thì êm nha anh em nha, rất là mượt luôn. Fender. Lưng đàn đẹp. Vân gỗ rất là đều, rất là đẹp. Đây là chỗ để pin và gắm jack nha anh em nha. Đây là EQ có cái tuner chỉnh dây ở đây nha. Đó. Anh em đánh nó sẽ hiện lên cái nốt nha anh em. Vì mình đã chỉnh rồi cho nên nó đúng sẵn rồi. Ngon lành hết. Rồi, đo action cho anh em coi. Action của đàn này là dưới mức chuẩn nha nè, dưới mức chuẩn V1 nè. Dưới mức chuẩn để anh em mình êm tay hơn thôi, có gì hết. Anh em mình muốn nâng lên hoặc hạ xuống thì tùy nha. Rồi, mình sẽ test cần phím cho anh em coi. Cần phím là ngon lành, không rè tẹt, không lỗi phím nào nha. Mình rải vài hộp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của nó. Kết nối đi cho anh em nghe. Ra loa thì tiếng nó hay, cực kỳ hay luôn. Là EQ EQ xịn, chất lượng đàn tốt nha. Đó, anh em nghe thấy không? Tiếng ra loa đều sạch cho anh em nha. Mình test vài hộp âm để anh em nghe. Anh em cảm nhận cái âm thanh nó khi kết nối âm ly nó, khi nó ra loa tiếng nó rất sạch, rất đều nha anh em. Có tuner đây tiện lắm anh em, lạc dây cái mình chỉnh lại liền.
đi rất là tốn, tiếng là sạch đều nè, chuẩn âm nữa. Đàn mình đang bán với giá là 4.500.000 nha anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.